Cường Audio xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cường Audio. Vào ngày hôm nay thì khác với như những video mọi hôm thì Cường Audio có một video hướng dẫn các bạn cách học đàn, có cách học đàn guitar. Thì bạn nào có nhu cầu muốn học thì hãy liên hệ với Cường Audio. Cường Audio mở lớp tại Hà Nội các bạn nhé. Và các bạn hãy liên hệ với Cường Audio chi tiết hơn về lớp học. Nào chưa biết con gieo nỗi niềm lên cánh tay đưa cha sờ về bạn với mây trời mang nắng về nhuộm giấc mơ con mây đâu nhạc có hai phần chủ chính. Cho âm nhạc có hai phần chủ chính chính thôi nha, chứ không phải là tất cả nó sẽ có 5 khía cạnh, nhưng mà hai cái chính mình quan tâm khi mình chơi nhạc đó. Thứ nhất nó là cao độ, cái thứ hai nó là trường độ. Sẽ lấy một số ví dụ về cao độ và trường độ. Nhất cao độ thì mình sẽ có là bảy đôi nhạc do re mi fa sol la si do, sau này mình học cao hơn thì nó có hợp âm vân vân. Có các khúc nhạc thì nó là thuộc về cao độ, cao độ. Đó là trường độ thì mình sẽ có, nó là đơn giản nó là mình thấy được cái sự nhanh chậm của một bài hát hay là tốc độ của một bài hát nào đó thì trường độ. Đi sâu hơn về thuật ngữ thì mình sẽ có là đó là nó được gọi là tempo, và đi sâu hơn một chút nữa thì mình có nhịp phách. Nhịp phách là gì thì từ từ chúng ta học chúng ta sẽ biết, nó chỉ là cái lý thuyết khái quát một số phần thôi. Các nốt nhạc do re mi fa sol bằng tiếng Việt sang hàng ngang, do re mi fa sol la si do theo hàng ngang. Mình xuống dưới ở dưới nghe các nốt đó. Do sẽ ghi là chữ C, re là chữ D, mi là chữ E, fa là chữ F, la sol đúng không? Sol là chữ G và la là chữ A, si là chữ B, do là chữ C. Do với do là cùng chữ C à? Cùng, nó cùng một nốt nhưng mà nó khác nhau về độ cao. Khi mình xem các nốt nhạc hay là mình xem các hợp âm ở trên mạng thì người ta sẽ ký hiệu là do re mi fa sol theo kiểu chữ cái như thế này, chứ không ký hiệu do re mi fa sol theo kiểu tiếng Việt, đúng không ạ? Nên là chúng ta bắt buộc phải học thuộc những ký hiệu này theo bảy nốt nhạc, nó cũng dễ thôi. Cách học thuộc các bạn, mình sẽ có cách học thuộc. Bắt đầu chữ A, mình sẽ nhớ cho bạn chữ cái ABC của tiếng Anh. A, B, C, D, E, F, G. Được không ạ? Lặp lại nhé. A, B, C, D, E, F, G. Thì nhớ chữ A là nốt la. Đó, đó là mình tính dần lên. Đó là la, si, do, re, mi, fa, sol. Đó, dễ không ạ? Đó, đấy là cách nhớ, một cách đó là cách nhớ cho mọi người. Khi mà nếu không nhớ theo trình tự do re mi fa sol thì mình sẽ nhớ theo bảng chữ cái. Một cung nửa cung là gì? Nó là khoảng cách tần số dao động của các nốt nhạc. Người ta lấy cái nốt đô, cái tần số dao động của nó là 440 Hz nếu mà mình đo trong cái máy. Tại sao? Đấy là lý do vì sao mà điện thoại của chúng ta có thể cài được cái phần mềm hay là cái ứng dụng chỉnh dây đàn, là bởi vì người ta dựa vào cái tần số của các nốt nhạc và dựa trên nguyên tắc một cung nửa cung giao thoa của các nốt nhạc để người ta tạo ra cái áp đó. Rồi mình sẽ có từ đô đến rê là một cung, rê đến mi là một cung, mi pha là nửa cung, đó, pha son là một cung, son la một cung, la si một cung và si đô nửa cung. Đó, chỗ này hiểu không nào? Đó, mình sẽ có hai thứ đó là mi pha nửa cung và si đô nửa cung. Cái này là tí nữa mình sẽ sang cái phần của cây đàn, mình sẽ áp dụng được cái này trên cần đàn và mình xác định được nốt cần đàn mệnh nhạc dựa vào nguyên tắc một cung một nửa cung. Ok, em mà lên ngón trước nhá, đồ đi mi fa sol mình ngón lấy cái pick nào, lấy cái pick nào lên ngón. Mình sẽ có cấu tạo của đàn. Đó, trước khi đến cấu tạo của đàn thì mình sẽ biết là đàn guitar mộc chúng ta có hai loại đàn chính trên thị trường hiện nay, đó là đàn classic, đàn classic và đàn acoustic. Đàn classic đây, như bạn này cầm đây là đàn classic, nhập đi đàn classic. Đó, đàn như kiểu của bạn đây cầm là anh cầm, nó là acoustic.
khác biệt lớn nhất của hai đoạn đàn này nó là cái rãnh này, thấy không ạ? Cái đầu của đàn acoustic sẽ không có hai cái rãnh này, đàn classic chắc chắn là sẽ phải có hai cái rãnh này. Đó, thì bây giờ hiện nay thì nó có những cây đàn, một cái dòng đàn nó sẽ lai giữa hai cây đàn này, thì những cái đàn đó mình không tính đến, mình chỉ tính đến hai loại đàn chính và phổ thông, đó là classic và acoustic. Khác biệt thứ hai mình sẽ thấy đó là cần đàn. Và mình sẽ thấy, em sẽ thấy là cần đàn của acoustic nó sẽ nhỏ hơn cần đàn của classic, classic sẽ lớn hơn 1,25 lần đàn của acoustic. Đó, ok, đó là sự khác biệt. Khác biệt thứ ba mình sẽ thấy đó là dây của classic sẽ là dây vinyl, dây của acoustic sẽ là dây sắt hay là dây kim loại. Xem kẹt, đàn này chưa xin dây thì anh cho chị. Đàn thì gồm có các bộ phận, đó là thùng đàn. Đây là thùng đàn, không nhìn thì không cần nghĩ. Thùng đàn, cần đàn, là cái cần đàn, một cái dài dài là cần đàn. Đúng rồi, cần đàn. Rồi, cái ở phía trên, cái trên. Đấy, đặt được cái đàn lại, đặt được cái đàn lại. Mình sẽ chỉ cho cái trắng ở phía trên này. Đây, cái này người ta gọi là lược đàn. Đó, hình nó giống cái lược này, người ta gọi là lược đàn. Được chưa? Cái ở dưới này, cái trắng ở dưới này thì người ta gọi là ngựa đàn. B này đúng không? Đúng rồi, ngựa đàn. Đó, tiếp theo cái màu đen như kia thì người ta gọi là chốt đàn. Đây, đây. Thường là chỉ có classic, acoustic có thôi. Còn classic thì họ sẽ dùng cách riêng. Yeah. Rồi, đây là cái phần chính này, 6 dây đàn. Cái này phải ghi nhá, 6 dây đàn. Mỗi một dây thì mang một nốt khác nhau. Dây thứ nhất mang nốt mi, đây là dây số 1, ghi nhá, dây số 1 mang nốt mi. Dây số 2 mang nốt si. Dây số 3 mang nốt son. Dây số 4 mang nốt rê. Dây số 5 mang nốt la. Và dây số 6 mang nốt mi. Một khoang đàn này là bằng 1/2 cung. Đây là khoang đàn. Một khoang đàn là tương ứng độ cao tương ứng cả 1/2 cung. Cái thanh sắt này được gọi là phím đàn. Thanh sắt, những thanh sắt được gọi là phím đàn. Một khoang đàn được 1/2 cung. Vậy thì hai khoang mình sẽ có một cung. Đúng không nào? Đó, hai khoang mình sẽ có một cung. Lấy ví dụ, đây là dây mi đúng không? Và đó là dây số 1, là dây mi. Mình bấm vào đây thì nó thành nốt pha. Bởi vì mi pha nửa cung. Đó, hiểu không ạ? Mọi người hiểu không? Đó, vậy thì mình sẽ tính là 1, 2 là hai khoang. Vậy thì từ nốt pha này tính lên hai khoang nữa thì mình sẽ có là nốt son. Bởi vì pha son khác nhau là một cung. Một cung chỉ nhìn thấy. Đúng không? Pha son khác nhau một cung. Một cung thì tương ứng với cả hai khoang đàn. Bởi vì một khoang đàn là 1/2 cung. Vậy thì hai khoang đàn sẽ là một cung. Đúng không nào? Vậy thì mình sẽ tính là mi pha từ nốt pha này, mình tính lên là 1, 2, vậy là hai khoang. Đó, chúng ta có nốt son. Vậy tương tự từ nốt son này, mình tính lên hai khoang nữa thì mình sẽ có nốt la. La, đúng không? Đây là nốt la. 1, 2, đấy có nốt la. Đó, đúng không nào? Đó, mình cứ tính dần lên, vậy để mình cứ tính dần lên. La, si, do, re, mi, fa. Đó, mình cứ tính dần mỗi một dây như thế thì chúng ta sẽ có đầy đủ 7 nốt nhạc trên tất cả các dây. Cái đấy là phần cao độ. Bây giờ chúng ta sẽ phần chiều độ. Cái này là cái pick. Là cái pick. Cách dùng cái pick đó là những người tay to thì cầm 1/3. Những người tay nhỏ thì cầm 1/2. Đó. Ví dụ là tay của em và tay con trai thuộc dạng tay nhỏ nên em sẽ cầm 1/2 của cái pick là gần như vậy. Đó. Ở trên đây có ghi một cái chữ pick ở đây. Về những người 1/2 thì mình sẽ cầm gần như là che hết chữ pick. Cầm 1/3 thì mình sẽ để họ là chữ pick ra. Thì đó là cách cầm. Đó. Cái pick này sẽ có rất nhiều tác dụng để từ từ các bạn sẽ hiểu. Rồi bây giờ cách tư thế ngồi cầm đàn. Như thế ngồi cầm đàn. Ok, nút thẳng. Đầu tiên khi ngồi cầm đàn, lưng thẳng này. Thứ nhất là lưng phải thẳng. Được không? Lưng thẳng. Cái thứ hai khi mình xem nó là cánh từ tay này, đây là gọi là cánh tay đúng không? Cánh tay này khi người ta chơi đàn thì người ta gọi là trục xoay. Cổ tay được gọi là tay xoay. Đó, tức là khi mình chơi mình sẽ sử dụng lực của cổ tay là chính để mình xoay. Ok,
cánh tay sẽ để thẳng. Chúng ta để làm sao mà cánh tay này, để khi chúng ta chơi thì chúng ta sẽ chơi đúng vào cái lỗ thoát âm. Cái lỗ này được gọi là lỗ thoát âm của cái đàn. Rồi, tiếp theo đó là khi để cái đàn nó dựa vào người, nó hơi nghiêng một chút vào người đó, nhưng mà không nghiêng quá, không nghiêng quá, nghiêng một chút vào người. Cần đàn hơi check lên phía trên một chút thôi chứ không phải là tất cả. Đó, một tí thôi. Đó, thì như thế chúng ta có một tư thế của đàn. Cái này được gọi là tiết tấu của nhịp 4/4, được chia làm 8 phách. Tiết tấu của nhịp 4/4 được chia làm 8 phách. Đó. Và thế này, tại sao cái này được gọi là tiết tấu của nhịp 4/4 chia làm 8 phách? Thì tất cả các bài hát hiện giờ chúng ta đang nghe, hầu hết không phải tất cả, đều được viết trên nhịp 4/4. Thế nên là em sẽ dạy tất cả mọi người theo nhịp 4/4 và tất cả các điệu và các bài hát theo nhịp 4/4. Đó. Đấy, 1 2 3 4. Đó, nhịp 4/4. 8 phách. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, 8 phách. Cái này mình sẽ đếm là và 1 và 2 và 3 và 4 và. Ok. Mỗi một phách đi kèm với một tiết tấu. Tiết tấu là cái mình sẽ thực hành trên đàn. Đó, đàn guitar gì xuống lên theo điệu quặng. Thì cái phần này là 1 xuống và lên, 2 xuống và lên, 3 xuống và lên, 4 xuống và lên. Đó mà, thấy dễ đúng không? Nhìn hình ảnh là biết rồi. Quán chương trình ok rồi. Đó, thì bây giờ thực hành như thế này. Bài đầu tiên nó sẽ chúng ta cần nó là phải giữ nhịp tốt. Đó, chuyển mình thế nào. Chúng ta sẽ bị cần đàn lại như thế này. Giữ cái dây đàn ở cái bích này. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và làm liên tục như thế trong vòng 5 phút. Quan trọng điều mà chốt ở đây nó là đến thật đều. Không cần nhanh, chậm cũng được nhưng mà phải thật đều. Dùng lực của cổ tay, không phải lực của cánh tay như thế này, mà phải là cổ tay. Chúng ta xoay cổ tay, lực cổ tay. 4 và 2 và 3 và ok, nó gì đó rồi. Đó. Giữ cái này bằng một ngón hay bằng tất cả cả bàn luôn? Giữ nó không ra tiếng này đâu. Đó. Mình giữ để nó không ra tiếng, không cần bóp chặt mà cần đâu. Đó. Giữ hờ hờ thôi là nó không ra tiếng đâu. Đó. Dần dần khi mà dùng quen pick rồi chúng ta sẽ bỏ thực tay. Ok. Rồi bắt đầu. Đếm nhá, đếm chậm rãi nhá. Số thì đánh xuống mà bà thì đánh lên. Chậm rãi, quan trọng là đều. Ok. Rồi bắt đầu mỗi người. Rồi nghe tốc độ này. 1 và 2 và 3 và 4 và dùng hai ngón này em nhé. Được không? Rồi lại nhá. 1 và 2 và 3 và 4 và anh đừng bóp vào dây thì nó sẽ không ra tiếng, anh chỉ cần để hờ thôi. Giữ lại nó, đặt nó lên, đặt tay lên là nó không ra tiếng rồi. Đó, để hờ thôi là nó không ra tiếng rồi. Ok, lại nha. 1 và 2 và 3 và 4 và họ hiểu không nào? Rồi tự đếm đây. Biết chỉ đi đàn chưa? Biết chỉ đi đàn đúng không? Biết chỉ đi đàn thôi. Để làm đúng không? Đúng không? Biết thật tu này. Thế thì dùng tay của em đi. Cái này cũng được. Cái này cũng không thế bao luôn. Đấy, nó thấp đấy. Kéo lên trên. Đây này, đây. Đây xem đây. Đúng rồi. Tiếp. Không, cái này là la sáng. Em phải chỉ đến la chứ. Một tên là lúc la sáng. Nhớ. Kéo lên, kéo lên. Kéo lên. Đó, đây là lúc la. Đúng không? Tiếp. Đây là rê sáng. Đây là kéo rê. Tức là có cái chữ B nhỏ sau là
là nốt giá, là nó có nửa cung thôi, thấp hơn nốt re nửa cung thì là giá. Bình cân đàn rồi em, bình cân đàn tập tiếp đi. Anh Yến, tập tiếp đi anh. Mỏi tay ấy. Mỏi tay, cố lên này. Chủ thật rõ mà. Bộ trưởng, cái này là la thứ. Rê thứ. Son bảy. Nó là bốn và bân. Bây giờ em nhìn cái ảnh đó cộng với cả nhìn cái này được gọi là solo bấm không? À, nhìn hai cái đó, tập bấm không trai? Lát nữa anh sẽ chỉ cách bấm. À, bấm sát cái phím nhưng không qua cái phím. Tư duy và nghĩ xem là mình chuyển từ âm này sang âm kia làm sao nhanh nhất. Đó. Hết một âm sẽ chơi từ 1 và đến 4 và. Hết 4 và thì mình mới được chuyển âm. Hiểu không? Đúng không nào? Ok. Chuyển từ cặp hơn một bô trưởng sang la thứ, sau đó về bô trưởng la thứ bô trưởng hai cái âm này, sau đó lại đổi sang la thứ tê thứ la thứ tê thứ. Đó, trước mắt mình đã chuyển hai âm này trước đã, tốc độ vừa phải nhưng mà quan trọng là để lên xuống chứ đếm chứ không đếm bằng. Và hai và ba và chưa hết bốn và, hết bốn và mới chuyển âm và lại bốn và hai chậm rãi thôi đừng nhanh, quan trọng đó là đều. Nhìn tay phải, khi mà đã bấm âm rồi thì không được nhắc mình tay phải sai này đấy. Quan trọng là nhìn sai tiếp, quan trọng là nhìn tay trái để sửa âm chứ. Lạc nào, từ đô một chậm thôi, là cái tốc độ này, cái tốc độ từ tập này một và hai và ba và bốn và một và hai và ba và chuyển âm tay phải không được phép dừng lại và chúng ta không được phép ngừng đếm. Bên này có thể chuyển âm sai không sao cả, với bên kia ngừng lại là sẽ bị đục đấy. Từ giờ lên sân khấu và tự nhiên mình đang hát và tự nhiên dừng lại xem đó, tay phải nó không được phép dừng lại, luôn luôn chuyển động đấy, biết là sai đấy, luôn luôn chuyển động. Thứ cuối nếu mà học nâng cao hơn
thứ cuối. Lý do vì sao không đi chung sức để nó gõ đây cũng được, gõ cái biên gỗ này nó vết đàn vỡ hết mất, với mất, đàn mất 200.000 như đùa đấy, cao hơn này. Còn chơi fingerstyle gửi lại cái video mà cái bài một bước yêu và giọt đau đệm hát ấy, nhưng mà nó cũng có một chút finger ở đầu đoạn nhưng mà em chưa cách gửi, tí về em gửi anh Linh bài ấy mà anh dạy em đệm hát rất hay. Ui đâu u nhìn ngon, xem có không còn quay đèn ngoài kia không, quay đèn nhá. Dạ vâng, con quá cổ rồi, học xong đèn ra đến xe được rồi. Đây là finger style đấy, đủ luôn để sao mà cao cấp hơn là dùng cả ngón út để gõ vào đây nữa. Nó gãy không, không gãy là dùng ngón út rồi gõ vào đây, còn gãy nó là đấy là trình độ của gãy ngón trên này. Đó, có rồi. Đó là gãy ngón trên này. Đây, ví dụ một số kích mặt như này. Đây là harmonic. Nói chung là finger style là nó không trượt cái gì cần đàn. Tất cả cái đàn nó đều có thể sử dụng được thành với điều kiện nó là đủ kiến thức và thực hành. Ok. Chúng ta chuyển là hơn. Cái tư duy là chuyển và hình chuyển và đi sau. Chứ không phải là mình mở tất cả ra rồi để mình đi lại toàn bộ cái ngón tay. Đó. Nếu bây giờ em mở tất cả ra giống như là em đến một cái đã rồi em mở đã tương lai cũng đi được. Đó. Thì em nhưng mà trước tắt giống như là khi mình chuyển là vâng thì em phải xác định là đường mình cần phải đi trước, tức là ngón nào cần phải đặt trước và ngón nào cần phải đặt sau. Rồi lấy ví dụ nhá, là đúng cách vừa rồi của em, cách của em chuyển đó là từ la này và đây nó là mở tất cả ra là tạo. Khi mà chuyển âm nó là từ la sang re thì nó sẽ cách ngắn nhất nó là giữ cái khoảng cách giữa mặt đợt cần và các ngón tay của mình càng ngắn càng tốt, chứ không bao giờ mình sẽ mở tất cả ra xong mình đặt tổng như thế này. La re, thấy không, tay của anh di chuyển nó rất sát mặt đợt. Đây là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai, khi mà ban đầu mới học mới quen ngón tay quen âm để từ sắp là tư duy sắp vào âm làm sao cái phương làm gì. Ví dụ la này chuyển này xuống đi, chuyển các bạn là chuyển hai ngón kia đây, la chuyển này xuống trước hai về bạn đặt la em chuyển qua này xuống trước mà là chuyển hai ngón kia đó. Đó, cái đó là tư duy sắp ngón tay. Thì cái tư duy này thì mỗi người có một kiểu lý khác nhau, bởi vì cỡ tay của mỗi người khác nhau. Em thấy đây tất cả mọi người đây ngón tay của em khác nhau, dẫn tới là em phát triển cái tư duy chuyển âm của riêng em. Nên là mình sẽ không đánh giá là người là chuyển tốt không tốt hay là chuyển nhẹ sai cách hay đúng cách, nó sẽ không có chuyện đó là ông là chuyển đúng cách hay sai cách, mà chỉ có nó là ông bấm âm đúng hay không đúng thôi. Bởi vì tư duy chuyển âm của mỗi người khác nhau, cỡ tay của mỗi người khác nhau. Ok. Đó, anh chỉ khơi ra cái tư duy để cho em hiểu không? Đó là bây giờ em sắp ngón tay nào đến tùy em. Và đó, đừng bao giờ là mở tất cả ra cho các bạn, mình sẽ không làm như thế. Và đây thứ đấy, thấy chưa? Hôm kia mất 2 buổi thì mình nhớ được 4 hợp âm. Hôm nay chắc cũng 2 buổi tiếp. Rồi hợp âm có hai là chính, hợp âm hai là chính, hai là chính nó là trưởng và thứ, trưởng và thứ
cao bấm trưởng là các cao bấm của được viết là các nốt nhạc bình thường hay là ký hiệu là bởi các nốt nhạc ít bình thường. À, ví dụ như nó đô ký hiệu là chữ C, khi mà sang hợp âm thì mình sẽ đọc là đô trưởng, đúng không ạ? Rồi, hợp âm thứ thì có chữ M ký hiệu đi kèm, chữ M viết nhỏ ký hiệu đi kèm, có chữ M nhỏ ký hiệu viết kèm. Đó. Ví dụ là nút la mà có chữ M đi kèm thì nó sẽ hợp âm la thứ, hay là âm re thứ mình vừa học, đó, dễ đọc đúng không? Rồi, một dòng hợp âm thứ ba, đây là dòng hợp âm nhỏ, không được xét là dòng hợp âm chính, đó là hợp âm màu. Hợp âm màu cách phân biệt màu bè đấy, hợp âm màu. Đó, cách phân biệt với các hợp âm đó là không phải hợp âm trưởng cũng không phải âm thứ thì là màu, cứ không phải trưởng là thứ thì là màu. Ở đây mình thấy đó là âm son, son bảy là một là âm màu, âm nhạc. Đó, tức là cứ không phải là trưởng mà thứ thì là màu này. Đấy, B7 cũng là màu đấy, C7 này, son 7 này, vừa học này, cũng là hợp màu này. Ok, hiểu không này? Mình hiểu không? Đó. Đã làm nhá. Hợp âm có hai dòng chính, đó là trưởng và thứ. Ban đầu mình học đó là các nốt nhạc ký hiệu đúng không? Đồ đi mơ ba son đúng không? Thì hợp âm nó sẽ chia theo các nốt nhạc như thế. Thì hợp âm sẽ có hai loại chính để chia ra, đó là trưởng và thứ. Hợp âm trưởng là các nốt nhạc viết bình thường, nhưng mình sẽ đọc nó là với nốt đô mà khi chuyển sang hợp âm thì nó sẽ thành đô trưởng. Nốt re khi chuyển sang hợp âm thì thành re trưởng. Đó, hiểu không? Đó, dòng thứ hai nó là hợp âm thứ. Hợp âm thứ để sẽ có chữ M đi kèm, chữ M nhỏ đi kèm. Ví dụ như là nốt la mà có chữ M đi kèm thì mình sẽ đọc là la thứ. Chữ nốt re khi mà có chữ M đi kèm thì mình sẽ đọc là re thứ. Hiểu không nào? Đó. Còn ngoài trưởng mà thứ ra, cứ không phải trưởng và không phải thứ thì nó là hợp âm mặc. Xét hết tất cả vào, nó là hợp âm mặc. Ok, mọi người hiểu không? Đó, ok, bài tập về nhà. Hợp âm trưởng mang màu sắc tươi và sáng. Đó, hợp âm trưởng mang màu sắc tươi và sáng. Hợp âm trưởng mang màu sắc tươi và sáng. Hợp âm thứ mang màu sắc buồn và u tối. Trường thiên đâu cũng viết 4 đến 5 bước. Màu sắc tươi à? Tươi sáng. Hợp âm thứ thì mang màu sắc buồn và u tối. Hợp âm màu thì mang cái màu mang cái màu nâng nâng ở giữa, tức là nó không buồn cũng không vui, nghe nó nâng nâng, nghe nó hút người nghe, để là các hợp âm màu tính chất của nó đang cái sự tò mò. Đấy, lấy ví dụ nhé, la trưởng, la trưởng, la thứ, buồn, đó, ngọt, la bảy, đó, la nghe lại, la trưởng này, vui, đó, la thứ này, vui, đó, đó, chuyển một hát, la sút này, la sút là gì? Từ từ học sẽ biết. Thấy không? Thấy sự khác biệt không? Đó. Thế nên là khi mình có thể là khi mình học cái này thì mình sẽ biết màu sắc của âm, và dần dần cao hơn thì mình sẽ biết màu sắc của các tông. Ok. Rồi, bài tập về nhà. Để quay cái này cho anh nhé. Vào âm là son re mi do. Son re mi do. Ai, son re. Son re mi do. Anh biết bao giờ đánh thành cái điệu cư được anh? Con gái giờ không yêu ai như anh ta đâu. Hát vai đêm sang tới đêm, hát mình như chưa từng được hát. Bữa nay tôi ai biết mà sau cuộc đời này ngắn nó tứ chi ai ôm hết. Sống như chưa từng được sống, đôi bàn tay nhau qua đêm dài. Ôi,
Sol Re Mi Do. Sol Re Mi Do. Đó, thêm bài nữa nhá. Sol trưởng là Re trưởng là Mi thứ à? Đúng rồi. Đô trưởng. Vẫn là cái hồ âm cũ. Đó, đúng rồi. Em mình chuẩn với anh, mình cũng cứ sạch tơ 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 tơ. Cái bài này là hát quá rồi, mình cũng hát trước cuối lòng anh hướng cùng em đi đến tận tận cùng chân mây vượt núi cao anh sống biết mê là yêu cho và giết mấy thời gian cho khi ta mơ về nhau. Câu cuối à? Không, bài để em về xa ấy. Bài không không anh cho em để xem được ca cao lắm anh không hát được. Con có lẽ nào em quên đi và có lẽ nào em thương một người có lẽ nào cũng chẳng có gì trong tâm trí em đây là có lẽ là đấy là pha đồ son là cái bảo anh về em cho nữa đây. Đây, một số bài khác là bài về ông anh yêu nhau mà chưa có ông anh yêu nhau mà chưa có xe tân 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 là ông anh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh ông mà anh yêu nhau đi khắp phố xa mà ngồi trên camera chiếc xe đặt trong sân ông tặng bà anh một đóa hoa và đó là món quà đầu tiên ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi dòng tay viết buông lời ngây ngô đâu đó đô son la ta và mình để chơi disco đó thì cũng hoàn hay mà. Cô với em về nhé. Có ngày nào chưa biết khóc gieo nụ cười lên cánh tay cha giờ về bạn với mây trời mang nắng về nhuộm giấc mơ con mây nhẹ trôi xa bóng trăng rồi con có buồn khi không thấy cha năm tháng ôi còn đâu có hát mơ màng con đi đâu để tới hoa bay nơi cuối trời cha linh đênh ngày tháng mây trôi biệt lưng đôi sông đưa đôi và suối anh cha câu ru con lớn lên cùng nắng trên vai cha vui như cánh hoa phai giữa trời bắt đầu nhỉ. Và
Và đây là buổi học của Cường Audio, buổi học đầu tiên cũng như là cơ bản đánh dấu vào bài học đầu tiên về Qta. Và bạn nào muốn học chi tiết hơn thì các bạn nên liên hệ với mình, Cường Audio, để tham khảo về khóa học bên mình hỗ trợ dạy Qta, dạy organ, dạy trống, hầu như tất cả các loại nhạc cụ nha các bạn nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Cường Audio để ủng hộ mình. Các bạn có thể liên hệ mình qua website cườngaudio.com hoặc qua Facebook fanpage facebook.com/cườngaudiopage hoặc qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình là 0976508260 để học các loại nhạc cụ như guitar, organ hay là trống, hoặc liên hệ với mình để mua các dòng micro thu âm livestream. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cường Audio. Xin chào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Cường Audio ở ô vòng tròn giữa màn hình và xem thêm các video về cover cũng như là video giới thiệu các dòng sản phẩm của Cường Audio ở xung quanh. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.